đến toàn thể quý vị các bạn đang cùng theo dõi chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Chưa Tỏ được phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Biên Hào thực hiện. Chương trình bao gồm 3 vòng. Vòng 1, Chuyện Nhà Tôi Đó. Vòng thứ 2 được mang tên Chuyện To, Chuyện Nhỏ. Vòng thứ 3 mang tên Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Không biết cái gì hết sao, nhưng ngày hôm nay tôi thấy Đàm Phương Linh xuất hiện với một bộ váy cũng như là một vẻ bề ngoài rất đẹp, rất chỉnh chu và rất sang trọng. Mọi người thấy vậy không ạ? Cảm ơn anh. Đối với em thì một người như thế nào được gọi là đẹp? Nếu mà nói về cái đó thì em thấy là cái phạm trù nó cũng hơi rộng ha. Nhưng mà với em á hả, thì mình vừa có được cái sự ưa nhìn mà vừa có được cái vẻ đẹp trong tâm hồn á, thì đó là điều quan trọng. Tại vì em thấy là sức mạnh nội tại rất là quan trọng để quyết định thành công và nét đẹp của một con người. Đúng, nhưng chưa đủ. Mình phải có cả hai. Mình phải có bên trong lẫn bên ngoài. Cả hai đều đẹp thì mới có thể tạo nên sự thành công của một người. Nhưng mà em thấy là nếu như mà mình quá đặt nặng cái chuyện là phải có vẻ bề ngoài, rồi mọi người quá quan tâm về vẻ bề ngoài, thì nhiều khi mình quên mất đi cái cốt lõi của nó, thì cũng hơi thiệt thòi cho những người mà người ta không được may mắn để mà xinh đẹp thì sao? Nhưng mà đối với anh là một người nghệ sĩ, vẻ bề ngoài rất quan trọng. Cái này thì em đồng ý. Em thấy là em có nói như thế nào cũng không thuyết phục được anh. Nên thôi ngày hôm nay thì em mời thêm khách mời đến đây để cùng em thuyết phục anh. Thử coi sao nhé. Dạ, em muốn mời ai? Và ngày hôm nay mời đến đây đội đầu tiên của chúng ta, đó chính là diễn viên Vi Vân và diễn viên Thư Lê. Thì anh cũng không thể nào mà không có bạn trong chương trình ngày hôm nay. Yeah. Hãy cùng chào đón đối thủ của hai cô gái này, diễn viên Lê Nhân và diễn viên Huỳnh Tiến Khoa. Ngay bây giờ hãy gửi lời chào đến tất cả mọi người đi nào. Lời đầu tiên thì cho Vi Vân xin gửi lời chào đến MC, đội bạn cùng toàn thể khán giả của mặt trong trường quay cũng như là khán giả trên truyền hình. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người, em là Thư Lê, hiện tại em cũng là diễn viên. Bây giờ bên này. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Lê Nhân và hiện tại mình đang là một diễn viên. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Mình là Quỳnh Tiến Khoa. Mình cũng đang là một diễn viên và một đạo diễn. Dạ, cũng hết. Dạ, tới đó rồi. Dạ. Và chủ đề ngày hôm nay của chương trình dành cho cả hai đội đó chính là vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao. Vậy thì không biết là hai cô gái của chúng ta cảm thấy sao về cái chủ đề ngày hôm nay ạ? Ôi, vẻ bề ngoài có quan trọng đến thế không? À, sao ta thì 30 nồi bánh chưng rồi thưa quý vị. Thì đối với Vân hồi trẻ thì có thể là Vân sẽ suy nghĩ là cái vẻ bề ngoài vẫn mình vẫn coi trọng hơn, trước khi mình mới lớn lên rồi mình điệu đà rồi mình luôn luôn là muốn được nổi bật. Bây giờ thì mình là cái tuổi này rồi thì mình sẽ lùi về phía sau, cái bên ngoài nó cũng không quan trọng đến thế đâu. Không, nhưng mà nó cũng cần thiết, tại vì nó cũng sẽ thuận lợi hơn với một số khía cạnh hay một số công việc gì đó, thì nó cũng cần thiết để mình có thể tự tin hơn hoặc là mình có thể phù hợp hơn trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện công việc đó. Vân nghĩ là như vậy đó. Hay quá. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đội trở về vị trí để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng đến với vòng 1 thì bây giờ hãy cùng đến với các đội chơi để xem họ đã lựa chọn cho mình cái tên như thế nào nhé. Xin mời đội nữ của chúng ta ạ. Bên em lựa chọn tên em xinh. Hay quá. Hay quá. Chủ đề của mình ngày hôm nay luôn. Và với cái tên gọi là em xinh thì không biết là các bạn có cho mình một cái slogan gì không? Slogan của đội Vi Vân đó chính là em xinh đẹp bà luôn luôn MC. Em xinh và luôn. Tôi thấy cái đội đó là quá lười biếng đi. Sao lười biếng? Tên đội là tên bài hát, còn cái slogan chính là cái lời bài hát đó là quá lười biếng, không chịu suy nghĩ gì hết. Đúng rồi. Bên này có suy nghĩ, có đầu tư để xem ạ. Không có luôn. Có. Có không? Có, nãy mình có suy nghĩ rồi, mình lấy ngoại hình mình luôn. Đúng rồi. Đội mũm mĩm nha. Đội mũm mĩm à. Mũm mĩm. Slogan là gì ạ? Mũm mĩm nhưng ghi điểm nha. À. Dễ thương, dễ thương. Mũm mĩm nhưng ghi điểm.
ta đã có đội Mũm Mĩm và đội Em Xinh để cùng nhau đối đầu trong chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ, và tại vòng 1 được mang tên Chuyện Nhà Tôi Đó. Tại vòng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay được mang tên Chuyện Nhà Tôi Đó. Trên sân khấu sẽ diễn ra một tình huống do các diễn viên thể hiện. Họ bất chợt dừng lại và hai đội chơi sẽ đưa ra ý kiến cũng như là quan điểm của mình để giải quyết tình huống đó. Sau đó chương trình sẽ hiển thị những ý kiến đã được khảo sát qua 100 người. Số điểm sẽ tương ứng với số người được khảo sát là 20, 15, 10 và 5. Và câu trả lời đúng phù hợp với ý kiến ở trên màn hình thì sẽ mang về cho các bạn số điểm tương ứng. Cả hai đội đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của chương trình ngày hôm nay được mang tên Vẻ Bề Ngoài Quan Trọng Đến Thế Sao. Alo. Ây da, bé Ngoan xinh yêu của anh à. Vui lòng cho anh biết em đã đi đến đâu rồi chứ hả? À, người đàn ông của cuộc đời tôi ơi. Tôi đang thường di chuyển đến chỗ anh đó mà. Ây da. Khá khen cho em thật là đúng hẹn chứ hả? Ừ, người đàn ông của đời tôi ơi. Ừ. Tôi cho phép anh được đợi tôi một phút. Anh đồng ý đó mà. Anh à. Ừ. Không biết là trước ngày tụi mình gặp nhau, anh đã có thử tưởng tượng hay là thử mơ về em chưa đó hả? Ây chà, mỗi đêm đó chứ mà. Mỗi đêm anh đều mơ đến một nàng thơ, có đôi mắt ngai tơ, đôi chân dài thước tha, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mung. Nàng thơ của anh mỗi ngày cầm củi đan trên một chiếc khăn tròn cổ bằng len đó hả? Nàng ấy còn nấu cho anh một dĩa mì ý sốt bò bầm đó. Anh tự tưởng quá đúng với thực tế đó mà. Hết một phút rồi, không biết là bé Ngoan xinh yêu của anh đã đến chưa đó hả? Đây ạ, tới liền ạ. Đã tới trước cửa quán rồi ạ. Anh đang ngồi ở đâu ạ? Anh đang ngồi ở một góc bàn có cái cửa sổ, một chàng trai mặc áo sơ mi Hàn Quốc đó chứ mà. Nếu anh biết tôi là ai. Ta biến ngàn vàng khiến con tim anh phải bàng hoàng đó mà. Sai rồi, em là biển ngàn xanh, mãi mãi yêu anh. Ây da, còn anh, biển ngàn hồng đi vòng vòng cũng vào tim em. Vậy thì 1, 2, 3. Cô lại. Chứ anh lại. Ly. Dấu. Truyện tranh có yêu tinh, còn em chỉ có yêu anh mà thôi, đúng không? Đúng. Đi đâu vậy? Đi về đó mà. Anh à, anh thay đổi rồi. Nói với tôi sao? Nói với tôi là bắt đầu từ nay anh chỉ thương một mình em thôi. Chiều hư em, không có được gạt em, được ăn hiếp em, anh phải bên em. Em vui thì anh phải vui với em. Em không được vui thì anh phải giỏng lòng em. Vĩnh viễn phải thấy em là người đẹp nhất, nằm mơ cũng thấy đến em. Ây da, phải rồi, tôi có nói những câu đó. Nhưng mà tôi nói với Ly trên mạng. Ly trên mạng, da trắng Giáng sinh, không phải Ly của tôi. Ê, làm sao mà cứ đâm đâm vô vẻ bề ngoài của người ta mà nói hoài vậy? Chứ anh sao? Chứ anh trên mạng sao? Cao 1m8, xong rồi cơ bụng 6 múi, gương mặt góc cạnh, nhìn chứa điền. Vậy ra ngoài sao? Làm như đẹp lắm vậy? Chứ tưởng cô đẹp lắm hả? Xấu thì tôi nói xấu thì có gì đâu. Chứ sao? Chứ vẻ bề ngoài quan trọng tới cỡ đó hay gì? Vẻ bề ngoài quan trọng lắm sao? Xin cảm ơn diễn viên Thành Thuận và diễn viên Thảo Trâm đã hỗ trợ cho tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì là lúc mà hai đội chơi của chúng ta chắc chắn sẽ đưa ra những nhận định cũng như quan điểm của mình. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để xem câu hỏi dành cho các bạn là gì nhé. Theo anh chị, Ly sẽ xử lý tình huống trên như
thế nào? Hai bạn này chắc còn trẻ ha, đi gặp mặt nhưng mà chắc cũng độ tuổi 20 hả? Kiểu như là sốn sang, nó chờ đợi, nó kiểu như nó hồi hộp rồi nó hy vọng rồi kiểu là mơ ước. Đối với tâm lý của em nghĩ các bạn đồng trang lứa khi mà hẹn hò nhau á là sẽ không xòe xòa như vậy đâu. Mỗi người có một cái gu riêng, đối với người ta vậy là nó fashion rồi thì sao, đúng không? Em nghĩ là bạn nữ sẽ dịu xuống, bạn nữ sẽ bỏ đi, sau đó bạn nam sẽ xin lỗi và hai bạn chấp nhận con người thật của nhau, nghĩ là như vậy. Ủa sao hiền quá vậy? Chúng ta có một cái kết đẹp. Em dự đoán là bạn nữ sẽ bỏ về buồn bã, bạn nam xin lỗi. Bỏ về là điều chắc chắn rồi, nhưng mà buồn bã là không đâu, mà chắc chắn là lên mạng là bóc phốt đó. Để cũng là quý hay đó. Qua là bỏ về và bóc phốt. Rồi, bây giờ Thư Lê cảm nhận sao? Em nghĩ hai bạn đó đều không có giống như ở trên mạng á. Em nghĩ là hai người đó sẽ ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Đó cũng là một cách đúng không? Ngồi xuống nói chuyện với nhau. Theo em nghĩ á, tại vì hai người này đã thời gian tìm hiểu với nhau dài rồi, tức là nói chuyện rất là hợp, về tâm đầu ý hợp rồi. Cho nên là khi mà gặp nhau á, tức là cái cú sốc ban đầu thì kiểu như là hơi cự xíu thôi. Nhưng mà sau đó hai người cũng ví dụ như cho thời gian với hai người ngồi xuống đi 5 phút, sau đó là không nói chuyện gì, xong suy nghĩ lại những cái điều tốt trong cái chuyện lại. Đòi thêm 5 phút ngồi suy nghĩ nữa hả? Bây giờ có nghe thấy biết đó rồi, đang trùng khớp bên kia là đúng có điểm. Rồi, dạ, sẽ nhận điểm tương ứng. Dạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với những câu trả lời mà chúng tôi đã khảo sát. Xin mời. Ý kiến thứ nhất, cho nhau thêm cơ hội để tiếp tục tìm hiểu về nhau, 20 điểm. Chờ xem thái độ của Vũ như thế nào rồi mới quyết định, 15 điểm. Ý kiến thứ ba, chấm dứt mối quan hệ vì cảm thấy bị lừa dối, 10 điểm. Vẫn đi chơi bình thường, sau đó về rồi tính tiếp, 5 điểm. Câu số 4 vậy là giống trường hợp của anh hả? Sao hay đi chơi bình thường được ta? Tâm lý là mình chơi bình thường được ta? Thật ra là mình nên như vậy đó anh. Mình nên hướng vào những cái đẹp, những cái tốt đẹp đó. Câu trả lời của hai đội như thế nào? Xin mời đội em xin. Từ tôi ngồi xuống nói chuyện. Đó, tức là mình cho nhau thêm cơ hội để tiếp tục tìm hiểu. Tụi tôi được 20 điểm. Câu hỏi 3, 20 điểm, xuất sắc luôn. Bây giờ thì với câu đó thì chúng ta nghĩ là số 1 hay số 2? Chờ xem thái độ của Vũ như thế nào. Không, em đâu có chờ cái gì đâu, ngồi xuống ai. Đúng rồi. Chờ đợi dữ chưa. Đúng rồi, đợi nữ thôi. Em nghĩ là số 1 á, nó đúng hợp lý hơn á. Đây nè, bên này là sống thật với bản tính nè. 2, 3, nè. Ủa, 5 điểm. Số 3. 10 điểm. Cái này là sống thật với bản tính nè. Sau khi xem câu trả lời của hai đội, chúng tôi quyết định trao cho đội em xin 20 điểm. Và đội bấm miệng 10 điểm. Yeah. Nhưng mà em thấy là cái việc mà mọi người sử dụng ứng dụng hoặc là hẹn hò qua mạng thì cái thời buổi này là rất là phổ biến luôn. Tại vì thời buổi bận rộn mà cái việc với lại thời đại 4.0 rồi, cho nên cái chuyện mà hẹn hò qua mạng là không hề xa lạ. Cho nên em nghĩ là ở ngoài đời thì những cái tình huống như vậy diễn ra rất nhiều. Đó, nhưng mà quan trọng là mình xử lý cái tình huống đó rồi phản ứng với cái tình huống đó như thế nào. Và mình nên chọn một cái cách lịch sự tế nhị nhất ha. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút và cùng chúng tôi đến với vòng 2 mang tên Chuyện to chuyện nhỏ nhé. Cùng quay trở lại với chương trình Chuyện nhà chưa tỏ. Và chúng ta đang cùng đến với vòng 2 mang tên Chuyện to chuyện nhỏ. Và ở vòng 2 này thì chúng ta sẽ có một thử thách dành cho đội chơi ở đây. Và chắc mọi người cũng đang thắc mắc không, tại sao những người chơi của chúng tôi lại đang còn một chiếc áo đặc biệt như thế này đúng không ạ? Và ở trò chơi này, mỗi lượt thách đấu hai đội chơi chúng ta sẽ quảnh tù xì với nhau để xem ai sẽ là người thắng. Ai thắng sẽ là người bắt đầu đặt một câu nói dài hơn 5 chữ. Đối thủ sẽ phải lặp lại câu đó và tiếp theo là chúng ta cũng sẽ đặt tiếp một câu cũng dài hơn 5 chữ nữa. Cứ như vậy lần lượt thì ai thiếu chữ hoặc quên chữ thì đối phương sẽ chích một chiếc bong bóng ở trên chiếc áo của người đó. Và sau 6 lượt chơi, đội nào còn nhiều quả bóng hơn trên người sẽ là đội chiến thắng. Và đội nào ít hơn dĩ nhiên sẽ phải thua. Đội chiến thắng sẽ mang về cho đội của mình 20 điểm. Và đội thua sẽ không mang về cho đội của mình được điểm số nào hết. Ở đây chúng tôi có hai que tâm nho nhỏ. Trời ơi, nhỏ dữ chưa luôn.
Cái này gọi là cây kim may bao chứ kêu cây tâm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Không biết là cả hai đội đã hiểu luật chơi chưa? Dạ hiểu rồi. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng quảnh tù xì để xem đội nào sẽ ra đề trước. Tới nhường nữ luôn, nhường nữ luôn anh ha. Nhường nữ luôn. Nhường. Đội nãy là được 20 điểm mà cho đi trước luôn. À là thắng là được chơi trước chứ không có nhường nha. Đừng nói nhường nha. Thường trong chương trình này đội nào thua sẽ ra đề trước. Nhưng mà đội các bạn ngày hôm nay được các bạn nam ưu tiên cho nên là cái mình sẽ ra đề trước. Em nói trước hay tí nữa chị nói 5 câu sau ha. Cái đề của tụi em là câu chuyện của Long. Câu chuyện của Long 4 chữ thôi. Chữ hả? Chưa xong em. Không, ủa không, mà, cái này là câu chuyện thôi chứ không phải là. Bây giờ mới vô câu chuyện nè. Ơi, Long lắm lời lắm nha. Long lắm lời lắm nha. Xin mời ạ. Ai? Dạ anh trước đi anh. Nếu mà 5 giây mà không trả lời được là chúng tôi là cho thua đó nha. Long lắm lời lắm nha. Vân lú lẫn lắm luôn. 5 4 Long lắm lời lắm nha. Vân lú lẫn lắm luôn. Long Long chị á, Long Thư. Rất le lói. Long Long anh. Long Long Thư. Long Thư. Long lú lẫn lắm. Thôi sai. Long lú lẫn lắm nha. Chết một người thôi chứ. Hai người. Chết cả hai người trong đội. À. Tiếp tục rồi bây giờ mình sẽ ra một cái đề cho đội bên này khó đó. 5 4 Súng xính sình bụng luôn. Súng xính sình bụng luôn. Trời ơi khó quá. Súng xính sình bụng luôn. Xéo sắc chiều sao xuyến. Xéo sắc chiều sao xuyến. Đó. Súng xính sình bụng luôn. Xéo sắc chiều sao xuyến. Sao sao bằng sao sao bằng sao sậu. Sao sao là gì? Súng xính sình bụng luôn. Xéo sắc chiều chiều sao xuyến. Đi ra. Từ từ em làm nghe hai chữ nè. Sao em làm anh sợ. Anh đi đâu? Anh nói đại đi, em nói đại có gì anh thua. Sao cái gì nữa? Chiều sao gì, chiều sao sậu gì đó. Sao chiều sao sậu. Chính xác. Tiếp tục. Tiếp tục năm từ. Sóc sáng. Sao sóc sáng. Sập sáng sáng. Đúng rồi. Sóc là 5 chữ. Đúng rồi. Ê, anh đọc lại đi. Chữ sóc lên. Gì? Sóc gì? Nhớ mấy cái chữ kia đi. Sóc gì? Sập sáng sáng. Sập sáng sáng. Sóc sập sáng sáng. Chị nhớ mấy 15 chữ kia đi. Sóc sập sáng sáng. Sóc sập sáng sáng. 1 2 Súng xính. Súng xính. Chết đi. Ngồi yên nha, ngồi yên nha. Ôi đau cái nữa. Bên này, bên này. Bên kia, bên kia. Đang dùng cái thâm lương đi. Đâm thâm lương kia, đâm thâm lương kia. Em đã dặn chị đem nhớ năm chữ cuối chị nhớ mà làm gì. Sao phải dặn chị nhớ. Biết rồi. Bập bùng, bập bùng, bập. Bập bùng, bập bùng, bập. Bập tắt, bập bùng bùng. Bập bùng, bập bùng, bập. Bập bùng, bập bùng, bập. Bập bắp bùng, bắp bùng. Đúng rồi. Mặt mập bọc một mụn mụn bọc. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc. Hai mụn mụn bọc mọc mặt mập. Hai mụn mụn bọc mọc mặt mập. Rồi rồi. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc. Hai mụn mụn bọc mọc mặt mập. Mặt mập mặt mập mà mày mũm mỉm. Mắt mệt mà mày. Mặt mập mà mày mũm mỉm mắt mệt. Rồi. Trời ơi, mặt mập mà mày mũm mỉm mắt mệt. Rồi. Lặp lại nè. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc. Hai mục mụn bọc mọc mặt mập. Nói gì? Không biết. Mặt mập mà mũm mỉm mắt mệt. Hiểu rồi. Hai. Mặt mập mà. Chết. Hai mập 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 mụn mỉm mắt mệt. Đi bên kia nữa. Bên kia nữa giật. Thôi ơi, tự chết đi thôi. Một lượt cuối cùng. Anh có thấy gì không? Anh có thấy gì không? Rồi. Anh có thấy gì không? Anh chưa thấy gì đâu em. Anh chưa thấy gì đâu em. Rồi. Anh có thấy gì không? Anh chưa thấy gì đâu em. Thấy gì đó anh ơi. Anh có thấy gì không? Anh không thấy gì đâu em. À, mới nói luôn. Thấy đúng không, gì đúng không, đó. Đúng không? Khán giả kìa, khán giả ý kiến kìa, đúng không? Thấy gì đó anh ơi. Bây giờ để xem là bên này còn bao nhiêu trái. Linh. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 trái bông bóng. 11, bên này 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ở trước còn không? 12, 13. Như vậy là đội Mũm Mĩm đã giành chiến thắng trong trò chơi này. Và đội Mũm Mĩm đã mang về cho mình được 20 điểm tuyệt đối ở vòng 2 này. Xin được chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 được mang tên Chuyện Nhà Chưa Tỏ sau một vài phút giải lao. Đã cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và chúng ta đang cùng đến với vòng 3 mang tên Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Ở vòng thi này thì chúng ta sẽ có 3 mệnh đề. Ở mệnh đề 1 và mệnh đề 2 sẽ được chương trình lựa chọn ngẫu nhiên là bảo vệ hay phản đối cho mệnh đề đó. Sau khi các bạn đã biện luận thì 30 bạn khán giả sẽ đưa ra lượt bình chọn mình cảm thấy thích với phần bảo vệ hoặc phản đối của đội chơi nào. Mệnh đề thứ 3 là mệnh đề vô cùng đặc biệt, bởi vì chúng ta sẽ biện luận ở 2 chiều, cho nên là số điểm cũng sẽ được nhân đôi lên. Số điểm ở mệnh đề 3 sẽ là 30 điểm. Và không biết là hai đội chơi của chúng ta đã sẵn sàng và đã hiểu được chưa chị ạ? Dạ hiểu rồi ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với mệnh đề đầu tiên của vòng 3 này. Mệnh đề đầu tiên có nội dung như sau: nhiều đàn ông không thích phụ nữ để mặt mộc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem ai là đội bảo vệ và ai sẽ phản đối nhé. Xin mời. Rồi. Và đội Em Xinh sẽ bảo vệ đối với mệnh đề này và đội Mũm Mĩm sẽ phản đối. Yeah. Xin được mời đội bảo vệ. Chúng tất nhiên là đàn ông không thích phụ nữ để mặt mộc rồi. Đúng rồi. Không? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Đàn ông yêu bằng mắt mà nghĩ sao mà thích phụ nữ để mặt mộc? Nói thì nói cái miệng vậy thôi chứ thật sự là trong lòng thấy phụ nữ trang điểm ở ngoài mà đẹp lên cái, ví dụ vợ mình bữa nay mình trang điểm môi son hay là cái gì lên cái là wow, khoái liền. Đàn ông chúng tôi không nghĩ như vậy. Tại sao lại áp đặt chúng tôi lại suy nghĩ như vậy? Chúng tôi thích phụ nữ mặt mộc. Tự nhiên mấy cô đúng thích rồi. Trang điểm rồi mấy cô quy chụp cho đàn ông. Tụi tôi là thích phụ nữ trang đúng điểm rồi nào. Đúng rồi. Tôi trang điểm mấy anh khen đẹp. Khen là khen xã giao thôi. Có là trong lòng mấy anh cũng thấy đẹp. Mặt mộc hay là trang điểm gì cũng có cái riêng của nó, nhưng mà riêng bản thân nhưng Khoa. Nhưng mà trang điểm thì đẹp hơn. Không, Khoa vẫn thích phụ nữ để mặt mộc. Rồi, Khoa thích phụ nữ để mặt mộc. Lê Nhân thích phụ nữ để mặt mộc không? Em vẫn thích phụ nữ để mặt mộc. Tôi cũng rất thích phụ nữ để mặt mộc. Rồi, hai người mình đi vô cái mà đi vô tẩy trang nè. Tại sao? Phụ nữ là để yêu thương. Sao đâu phải lúc nào phụ nữ ra đường cũng phải tô son cái phấn cực khổ không? Phải không? Chúng tôi muốn tôn trọng phụ nữ, chúng tôi muốn phụ nữ được được có, thoải mái đâu, được bình thường. Đúng rồi, tụi thấy nhưng đẹp. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới da mặt của phụ nữ. Đúng không? Thắc mắc tôi luôn. Thật ra là anh á, là anh thấy là phụ nữ để mặt mộc là được nhất. Là bởi vì sao? Thay vì cái thời gian mà tụi em tập trung để mà lo làm đẹp á, thời gian đó tụi em chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho bản thân đó. Còn dư thời gian chăm sóc cho chồng, chăm sóc cho người yêu, hỏng hơn là em ngồi cứ vẽ. Không anh ơi, để mà có được cái mặt mộc mà mấy anh thích đó thì tụi em cũng phải tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức lắm mới có được cái mặt mộc và đó đẹp để mấy anh thích như vậy đó, chứ không phải tự nhiên đâu ạ. Chốt lại vấn đề, nếu như mà phụ nữ thấy make up nó xinh hơn, phụ nữ tự tin hơn, phụ nữ cứ việc làm. Nhưng đừng áp đặt đó là đàn ông thích cho nên các bạn phải làm. Đâu có. Nhưng mà em nghĩ còn lớn đàn ông người ta thích phụ nữ trên thế giới này. Người ta trang điểm đẹp tại vì người ta muốn thu hút đàn ông. Đàn ông thích những người phụ nữ đẹp, những người phụ nữ là biết chỉnh chu trang điểm hay là sao đó. Phụ nữ thích trang điểm tại vì họ muốn họ tự tin hơn thôi. Đúng rồi. Coi như là từ nãy đến giờ là mọi người đều đã có quan điểm riêng. Bên này cũng có phản đối, bên này thì cũng có bảo vệ. Tôi em đứng ở đây phản đối. Tôi đứng giữa. Sao bây giờ phản đối thì đi qua đây? Đúng rồi. Không, ủa ông ấy là phản đối bên này. Tại vì em nghĩ hả, là một người đàn ông á hả, kiểu gì cũng sẽ thích có một người phụ nữ chỉnh chu, biết chăm lo cho bản thân rồi đẹp đi bên cạnh mình. Cánh đàn ông tụi tôi chỉ thích phụ nữ là thích ở cái nét đẹp bên trong, cái nét đẹp tâm hồn. Cái đó mới là cái giữ tụi tôi ở bên cạnh các bạn. Thật ra có bao giờ các bạn suy nghĩ là mấy cái vết nhăn ở chân chim nè, đuôi mắt nè, hay là ở trán nè mới là cái giữ tụi tôi ở bên cạnh các bạn? Bởi vì những cái đường nếp nhăn này nè là có cái sự hy sinh của các bạn. Các bạn ở bên cạnh tụi tôi, các bạn hy sinh cho tụi tôi, các bạn xuất hiện những cái đường nét đó, cái đó nó mới đẹp, tụi tôi thích cái đó. Thì bây giờ xin mời những vị khán giả ở đây bình chọn cho đội Em Xinh. Xin mời. Chúng tôi có 14 lượt bình chọn cho đội Em Xinh.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt bình chọn dành cho đội Bụng Mềm. Xin mời. Ủa đông như vậy, đông vậy. 26 lượt bình chọn dành cho đội Bụng Mềm. Và như vậy đội Bụng Mềm đã mang về cho mình được 15 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mệnh đề thứ hai. Mệnh đề thứ hai có nội dung như sau: vẻ bề ngoài thể hiện tính cách con người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ai sẽ bảo vệ và ai sẽ phản đối nhé. Xin mời. Đội Mẫn Miễn sẽ bảo vệ mệnh đề này và em xin sẽ phản đối. Vẻ bề ngoài thể hiện tính cách con người của bạn đúng không? Không, nó chỉ là cái gu thời trang thôi. Còn về cái bên trong của con người thì nó là hoàn toàn khác nhau. Người ta cũng phải trang điểm, người ta cũng phải lên đồ. Tại vì người ta phải thích nghi với xã hội, thích nghi với cuộc sống này, thích nghi với công việc của người ta. Vẻ bề ngoài thể hiện tính cách con người. Không phải là bạn ăn mặc bộ đồ sang trọng là thể hiện tính cách. Không phải là bạn make up đẹp là thể hiện tính cách. Mà cái sự chỉnh chu, cái sự gọn gàng và cái yếu tố quan trọng nhất là cái tính thẩm mỹ trong tư duy của mình. Chưa chắc bạn giàu mà bạn mặc đồ đẹp. Chưa chắc bạn nghèo mà bạn mặc đồ không sang nha. Đúng không? Đúng. Rồi, tôi đồng ý. Bây giờ như em có tiền, em có thể bước vào một cái tiệm làm tóc, làm một cái tóc của em 5-7 triệu. Một cô gái người ta đi làm công nhân, người ta không có tiền, người ta đi cắt tóc 20-30 ngàn. Nhưng người ta biết chăm sóc cái ngoại hình của người ta tươm tất nhất, gọn gàng nhất. Đâu có phải là cứ phải tốn tiền mới gọi là đẹp đâu. Có những người có thể là bên ngoài người ta rất là bình dân, bình dị, thì người ta ăn mặc cũng rất là đơn giản, mà đôi khi người ta còn mặc cái quần sọt. Thì không phải là như vậy, mà là người ta là cái con người mà xuề xòa ra ngoài đường. Như vậy là có nghĩa là trong công việc người ta xuề xòa, người ta rất là giỏi và người ta vẫn ăn bận rất là bình dân. Khi các bạn gieo một thói quen, các bạn sẽ gặt lại được tính cách. Nó là một cái chuỗi hành động liên quan. Ví dụ như ở trường hợp em là một người mẹ, em có thể xòe xòa ở bản thân em, nhưng mà khi em chăm con, em mặc đồ cho nó, em rất là chỉnh chu và đầy đủ, em khi mà con em ra ngoài là không có thua ai. Điều đó thể hiện rằng là thói quen của em nó đã được thay đổi. Chính vì vậy cho nên á, điều đó mới chứng minh được rằng là vẻ bề ngoài nó thể hiện tính cách của mình. Em biết được rằng đó là xề xòa, nhưng em chấp nhận cho em. Em biết được rằng cái sự xề xòa đó không thể nào áp vào con em được. Đó là tự bên trong em đã cảm nhận được rằng là với cái hình thế xề xòa đó thể hiện tính cách gì. Cho nên cái sự chỉnh chu thể hiện tính cách gì. Em đã chọn hành động rồi mà. Cái ngoại hình nó thể hiện tính cách con người, cho nên em không chấp nhận con em xề xòa giống em. Tại vì em muốn con em có thể hiện một cái tính cách khác em rồi. Em cho rằng cái tính cách đó tốt hơn tính cách hiện tại của em mà. Em suy nghĩ thì nói chung là cũng thoải mái chứ thôi. Chứ là cái bề ngoài anh nhìn người ta như vậy, anh không thể quyết định cái bên trong và tính cách của người ta sẽ là như vậy. Em nhìn em sẽ không đoán được 100%, nhưng mà nó phần nào nó thể hiện được em. Một hành động của em gieo đi, em sẽ gặt được thói quen. Cái thói quen em gieo đi, em sẽ gặt được tính cách. Đơn giản vậy thôi. Vâng. Các bạn khán giả giúp chúng tôi quyết định xem đội nào sẽ giành chiến thắng ở mệnh đề này. Và xin mời các bạn khán giả bình chọn cho đội Mũm Mỉm. Đội Mũm Mỉm đã mang về cho mình 26 lượt bình chọn. Và bây giờ sẽ là lượt bình chọn dành cho đội Em Xinh. Xin mời các bạn. Và 18 lượt bình chọn là số lượt bình chọn dành cho đội Em Xinh. Như vậy đồng nghĩa với việc là đội Mũm Mỉm đã mang về cho mình thêm 15 điểm nữa. Trong cái tình thế hồi nãy em bắt buộc phải theo anh, phải không? Ok. Em bắt buộc phải theo anh, nhưng mà em nghĩ là cái vẻ bề ngoài nó không có liên quan gì. Bây giờ mình đề 3 nè, mình đề 3 là mình đề nhiều điểm hơn, tôi nghĩ là gây cấn hơn nữa. Mình đề cuối cùng của chúng ta có nội dung như sau: có nhan sắc là có tất cả. Và bây giờ sẽ là việc lựa chọn ai bảo vệ trước và ai phản đối trước. Xin mời. Nói chung câu này là đúng mà. Quá đúng anh ơi. Không có bà hoàng hậu nào mà xấu hết trơn hết trời á. Bà nào cũng đẹp hết á. Đúng rồi. Thì ông vua mới chọn phải không? Đúng rồi. Dạ, nhiên. Dạ. Ông vua nào mê bà xấu. Không anh ơi, mà cái đó chỉ nói xa vời. Nói trong cái nghề diễn viên của mình đi. Đúng anh rồi. Anh công nhận không? Dạ.
khi mà mình mở tivi lên, một rừng diễn viên ai cũng đẹp, đúng rồi. Mình coi liền, mặc dù phim hay dở chưa bàn nhưng mà đẹp coi trước. Đúng rồi. Em không nghĩ là có nhan sắc là có tất cả. Ví dụ như là cái mong muốn của em là em có một cái gia đình hạnh phúc. Đó là em cảm thấy là em có rất là nhiều thứ, không cần phải nhan sắc là em có cái đó. Em phải đẹp trong mắt người ta trước. Đúng rồi, đúng. Người ta phải thích trước, người ta phải bị ấn tượng bởi cái nhìn đầu tiên trước rồi người ta mới có thể tìm hiểu con người em sau. Có rất nhiều người bị mất đi cái cơ hội khi mà ngoại hình người ta không có. Trước kia thì em có thể em suy nghĩ là nhan sắc thì sẽ có lợi thế thôi. Từ khi mà em còn nhỏ em luôn được học là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cha mẹ ai cũng dạy con đó là con có sắc đẹp, con biết chăm sóc bản thân con thì con có lợi thế. Nhưng cái đạo đức bên trong có quan trọng hơn cái bên ngoài không? Đúng rồi. Anh hỏi Vân. Nhưng mà anh hỏi em. Đây nè. Giữa 10 cả được. 10 con người mà không có ngoại hình thì cái số lượng người thành công nó có nằm hết cả 10 không? Nhưng với 10 người đẹp, cơ hội tới với người ta một cách dễ dàng hơn. Theo em nghĩ là những cái người hướng về bên ngoài, những người mà chỉ sống về bên ngoài, chỉ sống về xã hội, chỉ sống về những cái vật chất bên ngoài thì người ta sẽ hướng về cái nhan sắc và người ta nghĩ nhan sắc là có tất cả. Nhưng mà nó sẽ không tồn tại được lâu. Và sau này khi mà người ta trưởng thành hơn, khi người ta có nhiều trải nghiệm hơn thì người ta mới nhận ra được cái giá trị bên trong, đó là cái cốt lõi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Mấy cái đó là không thể nào làm cảm động được lòng người. Chính em đã phản biện cái câu của em rồi. Vâng ạ. Phản đối ạ. Người phản đối liền luôn hả chị? Đúng rồi. Anh thấy em nói đúng. Không, em mới thấy anh nói đúng không? Bây giờ là tới lượt mình là bảo vệ, là mình không cần quan tâm tới ý của anh Khoa. Hồi nãy anh Khoa nói nãy giờ là ý của ảnh. Bây giờ ý của mình là cần phải bảo vệ nè. Phần lớn những người phụ nữ đẹp là những người phụ nữ rất thông minh. Đó là tại vì các cô hoa hậu chưa bao giờ thi ứng xử với các cô gái không đẹp bằng hoa hậu. À, họ chỉ lựa những cái cô đẹp thi nhau thôi. Đúng rồi. Từ các bạn khán giả, các bạn đã sẵn sàng để bình chọn chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi lượt bình chọn của các bạn khán giả dành cho đội em xin. Như vậy là chúng tôi đã có 19 lượt bình chọn dành cho đội em xin. Cảm ơn các bạn khán giả. Và với phần đưa ý kiến quá là sôi nổi đến từ đội mụm mỉm thì không biết là các bạn khán giả của chúng ta để cho đội mụm mỉm bao nhiêu lượt bình chọn ạ? Xin mời các bạn. Và 21 lượt bình chọn là số lượt bình chọn dành cho mụm mỉm. Và như vậy với 21 lượt bình chọn thì đội mụm mỉm đã mang về cho mình được thêm 30 điểm ở mệnh đề cuối cùng này. Xin được chúc mừng các bạn. Có vẻ đẹp là có tất cả. Không, với em thì em tất nhiên là không có đồng ý với quan điểm đó rồi. Tại thật ra ở đây mọi người đang phải bảo vệ hay phản đối thôi. Em thấy là ngoài vẻ đẹp thì còn phải tính cách, rồi cách đối nhân xử thế, rồi cái cách mà sinh hoạt. Đẹp trong mắt của bạn chưa chắc đã đẹp trong mắt của đúng tôi. Dạ, đúng khi không phải cái gu của tôi, cho dù bạn đẹp cỡ nào thôi, cái đó không đẹp. Và như vậy đội mụm mỉm đã đạt cho mình được số điểm là 60 điểm, là số điểm tuyệt đối của vòng 3 này luôn. Bởi vì các bạn đã chiến thắng đủ 3 mệnh đề của vòng 3 này. Anh Khoa nhỏ ghê em Khoa. Chúng ta sẽ biết được số điểm tổng của 3 vòng sau một vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại đường diễn kênh nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm của 3 vòng thi ngày hôm nay. Đội mụm mỉm, wow, số điểm cực kỳ cao, 90 điểm. Và đội em xin đã mang về cho mình được 20 điểm. Như vậy đồng nghĩa với việc đội mụm mỉm đã giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay với số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Và đội về nhì em xin sẽ mang về được cho mình giá trị giải thưởng là 7 triệu đồng. Chúc mừng. Kính thưa tất cả quý vị, đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Vâng, ở đây chúng tôi có giải thưởng là 10 triệu đồng. Và chúng tôi sẽ quyết định trao giải thưởng này cho cặp đôi mà đã cố gắng rất nhiều trong chương trình của chúng tôi. Chúng tôi quyết định là sẽ dùng trích 90% tiền thưởng để mua thuốc đau họng cho anh Khoa uống, tại anh Khoa cạn rất nhiều và rất sung mãn. Vâng, xin chúc mừng. Xin cảm ơn chương trình ạ.
Và xin chúc mừng đội em xin đã mang về giải nhì cho mình trị giá 7 triệu đồng. Xin được chúc mừng hai bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình và đã mang đến đây rất là nhiều những cái quan điểm cá nhân của mình để có thể chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Cảm ơn bốn người chơi rất nhiều và cũng thân minh cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn yêu thương chương trình và ngồi trước màn ảnh nhỏ để có thể theo dõi chúng tôi. Và chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ được phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Pinhouse thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.